Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa ở Hải Dương bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt. Ngày 26 tháng 6, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa do vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo quyết định do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhân ký ngày 26 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa, trụ sở chính ở tại khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã vi phạm khi khu vực chứa đựng, kho bảo quản sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty không có nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, vi phạm quy định tại điểm C, khoản 3, điều 9, nghị định số 115/2018/ND/CP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Vì thế, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa số tiền 12 triệu đồng. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày và gửi điện lai nộp tiền phạt cho Thanh tra Bộ Y tế. Nếu không tự nguyện chấp hành, thì công ty sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ Y tế cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chadifa do ông Trần Xuân Trang làm giám đốc, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0801096712, đăng ký lần đầu ngày 7 tháng 10 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.